đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai lệnh của ngươi. Bao nhiêu người là ta muốn kết hợp các ngươi như gà mái, đút con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi nhận thức. Có mặt trong con chiên, nếu mất một con mà không thể đặng đi tìm con đã mất cho thì sao? Khi đặng đi đường thì vui mừng, bạn đó lên vai. Đoạn về đến nhà kêu bạn hùng và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời như vậy sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hỡi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị